chiều cao ấn tượng 1m9 cùng gương mặt đường nét mềm mại, thanh thoát. Không những vậy, điểm khiến nữ diễn viên ăn điểm trong mắt công chúng còn chính là làn da trắng sáng, mịn màng, chẳng chút khuyết điểm. Sắc vóc nổi trội của Thu Quỳnh được ví như hoa hậu. Song ít ai biết được trước khi trở thành diễn viên như hiện tại, Thu Quỳnh đã lọt top 30 Hoa hậu Việt Nam 2008. Hiện tại, Thu Quỳnh đang mang thai con thứ hai. Song ngoại hình của nữ diễn viên chẳng có chút thay đổi. Thu Quỳnh được khen ngợi đầm thắm và rạng rỡ hơn hẳn. Mi sói cá tính ngày nào trông chỉ tăng cân chút ít, khiến gương mặt trở nên tròn trịa, kém thon gọn. Đời thường, Thu Quỳnh ưu tiên lựa chọn váy áo thanh lịch, nhưng không kém phần quyến rũ bằng việc ôm bó sát, khoe body, khoe khéo đường cong cơ thể. Nữ diễn viên thường diện váy áo đơn giản, không nhiều họa tiết cầu kỳ. Đôi lúc, Thu Quỳnh cũng khiến công chúng suýt xoa bởi màn biến hóa đa dạng hình ảnh. Từ hiền dịu, nền nã, nữ diễn viên dễ dàng cân chọn những tạo hình cá tính, nhưng không kém phần nóng bỏng. Hậu sinh con đầu lòng, Thu Quỳnh gây bão các diễn đàn mạng xã hội với vóc dáng chuẩn chỉnh tượng đồng hồ cát. Cô không ngại việc khoác lên người những thiết kế bikini nhỏ xíu, trang phục có nhằm, đòi hỏi người mặc phải sở hữu vóc dáng lẫn số đo cân đối. Thậm chí Thu Quỳnh còn dễ hóa thân thành quý cô thời thượng đậm chất thời trang trong những thiết kế phá cách. Lauris Layo, hoa hậu với túi búi, với tóc búi gọn gàng cùng đầm xẻ cao tà, cũng không khó lòng làm khó Thu Quỳnh. Trong mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều thu hút mọi ánh nhìn đến từ công chúng. Thu Quỳnh sinh năm 1988, hiện đang là nữ diễn viên nổi tiếng, xuất hiện dày đặc tại hệ thống phim Khung Giờ Vàng VTV. Cô ấn tượng khi khả năng diễn xuất tốt, biểu cảm đa dạng. Thu Quỳnh từng tham gia vào một dự án phim truyền hình ăn khách như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con. Vừa rồi mình vừa chia sẻ